Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có một ngày thời tiết khá tốt với trạng thái tạnh ráo, nhiệt tăng nhẹ trước khi đón một đợt không khí lạnh mới tăng cường vào ngày mai. Ở Bắc Bộ, không khí lạnh suy yếu di chuyển dần ra phía biển đã đẩy cho gió đông ẩm từ biển vào. Thế nên sáng sớm nay trời nhiều mây, sương mù bao phủ, mưa nhỏ mưa phùn lất phất càng làm tăng cảm giác rét khi nền nhiệt ngoài trời tại khu vực các tỉnh vùng núi ở mức 15 cho tới 17 độ. Còn tại vùng Trung Du và Đồng Bằng, nhiệt độ từ 18 đến 19 độ. Trưa nay trời vẫn nhiều mây hửng sáng về chiều chứ không bật nắng. Mức nhiệt cao nhất trong ngày trên toàn Bắc Bộ vẫn duy trì trong ngưỡng 22 đến 24 độ, trời vẫn còn rét. Với Trung Bộ, vùng mưa đã nhanh chóng thu hẹp lại, chỉ còn tập trung ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và chỉ còn xuất hiện vào sáng sớm cũng như là tối đêm. Còn ban ngày trời chủ đạo là nhiều mây, nền nhiệt tăng dần từ Bắc vào Nam với khu vực này, tương ứng với trạng thái rét từ Thanh Hóa trở vào tới Hà Tĩnh và lạnh với khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế và mát tại khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận. Tiếp đó, sang ngày mai mùng 6 tháng 12, một đợt không khí lạnh mới sẽ tăng cường trở lại nước ta, gây mưa nhỏ cho khu vực Bắc Bộ cùng nền nhiệt giảm thấp, duy trì tình trạng rét. Còn với khu vực Trung Bộ, không khí lạnh sẽ khiến cho mưa diện rộng quay trở lại, cục bộ sẽ có điểm mưa vừa mưa to. Ở phía Nam, dấu hiệu về mùa khô cũng ngày càng rõ hơn khi mà cả Tây Nguyên cũng như là khu vực Nam Bộ, mưa đang tiếp tục giảm nhanh. Trời nắng từ sớm với mức nhiệt cao nhất ngày ở khu vực Tây Nguyên vẫn duy trì trong khoảng 28 đến 31 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ, nhiệt độ dao động trong khoảng 32 đến 34 độ. Trên biển, khối không khí lạnh yếu đi, ở hầu khắp các vùng biển gió đều giảm cấp. Khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, hay khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió Đông Bắc giảm còn cấp 4 cho tới cấp 5, sóng giảm xuống dưới 2m5, sóng thấp và biển động nhẹ. Bản tin thời tiết sáng mùng 5 tháng 12 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.